chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi viếng thăm chợ Bốc Siêu. Trung tâm chợ Bốc Siêu được xây dựng phía trên ga xe lửa Bốc Siêu và lối vào nằm cạnh bên trong trung tâm mua sắm. Khu tập hợp này cũng có một trạm trung chuyển xe bus chính với tuyến xe điện 109 dừng gần ở đó trên đường Whitehorse. Trung tâm mua sắm này có 7 tầng bãi đậu xe, có mái che nên rất là tiện lợi. Vùng Bốc Siêu được biết đến với lượng lớn các món ăn Trung Quốc ở Hồng Kông, với các nhóm nhỏ hơn là Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan và Việt Nam. Điều này được phản ánh trong các sản phẩm ở chợ thực phẩm, nhà bán lẻ dược liệu và cửa hàng quần áo. Ngoài những món ăn quen thuộc của khu chợ châu Âu, khu chợ còn có một số cửa hàng tập trung vào các món ăn truyền thống của châu Á.
mua sắm và ăn uống đầy đủ rồi. Giờ thì đón xe lửa về nhà thôi. Hy vọng các bạn đã trải nghiệm những khoảnh khắc ăn uống và mua sắm vui vẻ và thoải mái nhất. Nếu các bạn thấy thích, đừng quên bấm like, comment, share and subscribe kênh để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.